Xin chào các bạn. Mình xin giới thiệu sơ sơ về cái máy Sony A9 nha. Đây. Cái mình thấy thay đổi giữa Sony A9 và A7 á. Mới cầm vô á. Mình cầm như thế này đúng không? Mình thấy là cái nút shutter nè. Nó làm cong lên. Hơi cong cong. Chứ còn cái Sony A7 á, nó làm phẳng lì à. Lúc Sony A9 mình cầm nó cong cong, lúc mình đụng lên nó mượt, nó thoải mái hơn. Thấy nó dịu dịu tay, dịu ngón tay với thằng A7 á. Nó bị nó làm phẳng ngang luôn á, nên thành ra mình nó hơi bén bén, cầm nó hơi, lúc sờ ngang qua nó hơi khó chịu một chút. Đấy. Thứ hai mình ấn tượng cái khe bỏ sim nè, mình gạt là mở liền, gạt xuống vậy thôi, đóng lại chỉ cần bẻ thôi. Chứ còn Sony A7 mình phải dùng lực mình kéo ra như vậy nè, kéo ra để ra để vô. Những thiết kế nhỏ nhỏ, những cái design nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng mà là mình rất là thích. Chỉ cần kéo nhẹ xuống là mở ra, bỏ cạc nhấn vô, đóng lại xong. Mình không giới thiệu Sony sao để cái Sony A7 A9 kế nhau, thì mình đang dùng cái A7 để quay cái clip này. Cái bổ sung cái hay của Sony là thêm cái joystick rất là tiện, ngang qua ngang lại, lên xuống vậy thôi. Đó, mình đang di chuyển cái focus. Rồi cái nút custom bar nè, nó chỉ ở góc bên trái, dễ dễ bấm hơn. Nếu mình sử dụng, mình muốn bấm á, thì mình xài được tay bên trái mình bấm được. Chứ lúc mà cái Sony A7 á, cái tay bên trái mình chỉ cầm vậy thôi, nó không có nhiều chức năng. Chứ Sony bên A7 mỗi nút menu nằm trên đây à. Nên A9 thì nó thêm cái vòng xoay ở đây nè. Cái bàn tay trái của mình nó được sử dụng được nhiều nhiều hơn, tiện hơn. Chứ A7 mình toàn sử dụng đa phần bên tay phải hết, mọi điều chỉnh gì hết đa phần bên tay phải. Bây giờ thêm lên A9 mình được chỉnh thêm cái được sử dụng cái tay trái không, bấm nút muốn dò vô menu thì chỉnh custom. Rồi vậy đó. Cái nút autofocus này nè, thấy dễ bấm hơn. Tay nó thấy không các bạn, cái ngón cái mình không, nó hướng theo chiều này, nó thuận tiện hơn. Chứ Sony A7 á, mình phải cái nút này nó nằm sát vô đây, một cái nằm ở giữa này, không nên mình thấy nó khó chịu không. Tay phải, cái ngón tay mình phải co co như vậy. Còn A7 tay mình nó dịu hơn. Đó, để thẳng, duỗi thẳng ngón tay trỏ luôn, bấm rất là tiện lợi. Đó, hai nút này cách biệt nhau, mình nên nút EL nè. Nên thành ra mình không là bấm lộn được hết đó. Đó. Rồi còn cái hay nữa là cái vòng xoay này nè. Trên A7 á, nó bạn thấy nó làm gồ lên không? Thấy gồ không? Đây, nó gồ lên chứ không phải nó phẳng lì như A7. Vì nó gồ lên chỗ này nè. Nên thành ra lúc mình đụng mình không thể nào mà mình khó lắm. Khó thế nào mình lỡ đụng vô nút này, nó chỉ có chế độ ISO lắm. Chứ còn A7 nó nằm phẳng luôn á, lúc mình cầm á mình hay lay quên luôn. Có cái cục xương mình ở đây nè. Mình lúc mình cầm mình hay nhấn 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 lộn vô cái nút ISO ở đây. Còn bên A9 á, tại nó có G lên vậy nè, nên mình ít khi nào mình nhấn lộn lắm. Mình cầm này vậy thôi, thấy không? Cái cục xương mình nó đâu đụng vô cái nút ISO đâu, chứ còn A7 mình đụng đụng lộn nút ISO hoài à.
À, nút ISO này chỉnh cái đoạn mình chỉnh ISO đó, để mình bấm ISO đó rất là khó chịu. Hay chỉ nó thiết kế lại cái này rất là hay. Yeah. Thì mình thử chứ không, mình sẽ đọc chụp nhanh đi. Cái máy mình không, hiện giờ không đề cập để cái thẻ nhớ biết cho chụp không ta, để thử. Ồ nè, thấy không, các bạn nghe nghe tiếng không? Nghe đã không? Để coi cái buffer nó được bao lâu ha. Không biết chụp bao nhiêu tấm rồi. Trong đây mình không 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 có để thẻ nhớ, mình không có biết được. Dữ quá. Rồi cái tiếng bạn vừa nghe á là cái tiếng từ cái audio, cái loa thôi, chứ không phải cái tiếng của cái mà mình cặp đâu. Mình chỉnh sang tiếng bằng cặp nha, nó khác ạ. Nghe không? Đó. Đây là tiếng tiếng của mày cặp. Còn đây là cái tiếng của bàn cặp điện tử. Sửa đây cái tiếng từ nó tạo âm thanh giả thôi. Trong cái menu, mình vô menu. Ồ, nó không cho hả? Gì vậy? Vô chứ. Tại sao nó không cho vô menu ta? Không thể nhớ là không tắt. Vô menu rồi nè. Đó, menu đó được thiết kế lại giống bên Sony A6500 á. Chữ bự hơn, dễ nhìn hơn. Rất là tiện. Để coi một cái để mình giới thiệu mấy cổng cho các bạn coi đi. Mấy cổng của Sony A9 ha. Cổng sạc này mình sạc kẹt sạc bằng USB cũng được. Đây cổng xuất ra HDMI. Đây đây. Cổng âm thanh. Dưới là headphone, trên là mic. Đèn flash. Có, Sony A9 nó thêm cái cổng len nữa. Hình như cái Sony A9 nó làm cái phần cầm ở đây nè, một cảm giác như là bự hơn cái Sony A7 chút xí. Sao mình thấy cầm nó cũng đã lắm, thoải mái lắm. Ok, đây cái lens 35 1.4 Sony ha, lens dry. Mình chỉ mới xài thì mình mới xài Sony được
Sony A9 thời gian ngắn mình chưa vô sâu được về chức năng của nó. Mình chỉ mới test cái chế độ mà eye focus á. Mình thử dùng Sony A7 giữa combine với Sony A7 và Sony A9 á. Mình thấy Sony A9 á, cái độ eye focus nó nhạy hơn. Nó dù Sony A7 mình để mình phải dù trong phòng tối á, mình để tấm hình chân dung á, mình chỉ vô con mắt á, chỉ lại gần á nha, Sony A7 nó mới nhận ra con mắt. Còn Sony A9 á, trong phòng tối á, giúp ánh sáng vừa đủ thôi, ánh sáng đèn phòng thôi chứ không phải phòng tối lắm, Sony A9 đó, nó bắt được con mắt liền, nó focus được vô con mắt liền. Còn Sony A7 á không được, mình phải kê sát vô cái hình nó mới bắt được con mắt. Cho nên trên Sony A9 thì nó cải tiến được cái eye focus rất là nhiều. Nếu các bạn có câu hỏi gì thì hay muốn mình làm video về Sony A9 này thêm, như bạn muốn biết chức năng gì thì nói mình ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.